Không còn bao lâu nữa, đám cưới Minh Tú và bạn trai ngoại quốc sẽ được diễn ra. Theo quy định, các khách mời sẽ mặc trang phục trang trọng và màu đen. Yêu cầu này cũng khiến nhiều người thắc mắc. Trong tháng 4 2024 tới đây, showbiz Việt sẽ vô cùng rộn ràng khi siêu mẫu Minh Tú quyết định theo chồng về dinh sau 5 lần 7 lượt rời hẹn với cư dân mạng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hôn lễ của Minh Tú giờ sẽ quy tụ dàn sắc Việt đình đám. Theo như thiệp mời mà cặp đôi gửi đến các khách mời, nữ siêu mẫu yêu cầu khách mời mặc trang phục trang trọng màu đen. Chia sẻ với Tiền Phong về lý do yêu cầu khách mặc đồ đen, Minh Tú nói trang phục đen giúp khách mời toát lên vẻ huyền bí sang trọng, làm nổi bật cô dâu chú rể trong trang phục trắng, hòa quyện không gian cưới lãng mạn với hoa. Tôi và Chris hồi hộp chuẩn bị cho lễ cưới, cố gắng mang lại buổi tiệc ấm áp, ngọt ngào và yêu thương. Tiệc cưới còn để tên của người cha vừa mất cách đây không lâu của Minh Tú. Nữ người mẫu cho biết đây là cách cô thể hiện tình cảm dành cho người cha luôn bên cạnh cô những dịp đặc biệt. Ngoài ra, Minh Tú cũng tổ chức đám cưới ở một địa điểm không nằm trong trung tâm Sài Gòn và gần như chưa từng được cặp đôi sao Việt nào lựa chọn tổ chức tại đây. Khuôn viên của địa điểm này có nhiều cây xanh, khu vực phòng tiệc rộng rãi, được trang trí tùy theo nhu cầu của cô dâu chú rể. Đặc biệt, cô dâu tháng 4 đã dùng giấy tái chế để thiết kế nên mẫu thiệp cưới này. Bên trong thiệp còn có thêm hạt giống để khách mời có thể thực hiện gieo mầm hạnh phúc. Cụ thể, Minh Tú nhắn nhủ đến quan khách xé nhỏ thiệp bỏ vào chậu cây và phủ lên một lớp đất mỏng, tưới cây hàng ngày để đất luôn ẩm và đợi cây nảy mầm. Đây là chi tiết độc nhất vô nhị lần đầu xuất hiện mẫu thiệp cưới như thế này trong showbiz Việt. Minh Tú và vị hôn phu đã có một thập kỷ gắn bó, 5 năm chính thức hẹn hò trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Nữ siêu mẫu chia sẻ, sau những biến động lớn của cuộc đời diễn ra trong suốt thời gian qua, Minh Tú cảm nhận được tình yêu, sự chân thành, tử tế, sẵn sàng lắng nghe, động viên bên cạnh của anh Chris và cả hai quyết định tiến tới hôn nhân bằng một lễ cưới vào tháng 4 2024 này. Hành trình hơn 10 năm gặp gỡ rồi tạm xa nhau rồi trở lại một lần nữa và có một cái kết đẹp như thế này, Minh Tú nghĩ đó là nợ duyên và mình phải giữ chặt hạnh phúc của mình. Cuối năm 2023, nữ siêu mẫu chủ động cầu hôn bạn trai để tiến đến hôn nhân. Trong video ghi lại cảnh cầu hôn, cô lấy nhẫn ra trước sự bất ngờ của Chris. Em cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu anh dành cho em. Anh chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Hôm nay em muốn hỏi là anh muốn cưới em không? Cô nói. Ông xã Chris của Minh Tú là người Đức, sinh năm 1981, hiện đang sinh sống và làm việc ở châu Á. Theo một số nguồn tin, bạn trai ngoại quốc của siêu mẫu Minh Tú có mối quan hệ rất tốt với mẹ vợ sắp cưới. Trong thời gian yêu nhau, hai người vài lần chia tay. Trong một postcard, nữ người mẫu nói cô chủ động chia tay Chris vì bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh lạc nội mạc, khó thụ thai. Bạn trai tôi lúc đó đã 40 tuổi, tôi tiêu cực nghĩ rằng mình không thể giúp anh có gia đình nhỏ. Sau thời gian tôi nói rõ tình trạng bệnh, anh nói chúng tôi có thể nhận con nuôi. Đó là lý do chúng tôi gắn bó đến giờ, Minh Tú nói.